Em ra thì gặp anh một cách là gì nhỉ? Cho em vấn đề kiểu này thôi, mà anh thử xem có em có kiểu nào nó mới mới một tí. À, nghe em vấn đề kiểu này, nhưng mà em muốn là biến tấu đi một chút. Vâng. Ok, thì anh vẫn sẽ để cho em con máy, nhưng mà khác cái là hôm nay sẽ là cho em cái kiểu mà cho một chiếc máy bầu hơn, giống như kiểu anh Tú ấy. Đấy. Cái chiếc này anh sẽ cắt sao cho mà phần ngọn của em nó vuốt xẹo với gảnh này, xong nó sẽ chơi hơn, cái bòi hơn. Đầu dài anh vẫn nguyên thôi. Ok, chia sẻ anh vấn đề dài này cho em. Ok, hai bên mai thì anh cắt xanh thôi nhé. Vâng, cắt xanh cho nó hài hòa hơn, cho nó cảm giác tạo ra cái sự liên kết hơn. Phòng này cắt xanh hợp lý rồi. Ok luôn, chơi luôn nhé. Ok em dài. Khi mình còn chung lối, anh vẫn nói với em rằng dù mình có xa nhau nhưng anh vẫn không đổi thay. Và em cứ thế hạnh phúc khi